Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Famila Lọc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Be Salmon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà xuống dưới thế giới Ultra á, gặp được nguyên một em Pokemon mới luôn, đó chính là em Deino nè. Đây là một Pokemon hệ rồng nhá, và cấp 49 rồi nhưng mà hình như em này chưa có tiến hóa các bạn ơi. Để sắp tới á, mình sẽ cố gắng luyện level cho em này để em này nhanh chóng tiến hóa nhá. Không chỉ vậy, mình còn bắt được thêm một em Pokemon có kích thước cực kỳ khủng luôn á. Và mình nghĩ đây là em Pokemon bự nhất hiện tại của mình luôn, đó chính là em Staka. À, đây mình sẽ triệu hồi ra một cái nè. Nó em này to cực kỳ luôn á, mà rất tiếc mình không có trèo lên cái em Pokemon này để cưỡi được các bạn ơi. Và em này thì có sức phòng thủ tương đối cao luôn á, và rất phù hợp với những trận chiến với những con Pokemon có sức tấn công cao. Mình còn bắt thêm được một em Mikicap ở ngoài biển nữa cơ. Đây mình sẽ triệu hồi em ấy ra thử nhá. Đó, đây là một chú cá mình bắt được nè. Và hầu hết mấy em này á, đều là level 20 các bạn ơi. Nên giờ thì mình sẽ thử cho ăn kẹo thêm đi, để có thể lên cấp nhanh hơn á. Hy vọng là khi ăn kẹo thì sẽ mau tiến hóa hơn nữa. Rồi thử xem. Hình như mình còn 2 viên kẹo nè. Được cả nha, giờ thì ra ngoài và cho em ấy ăn kẹo luôn thôi. Ở đây á, còn có cái hố ra nữa nè. Nhưng mà chưa kịp vô nữa là nó mất tiêu rồi, buồn ghê không. Rồi giờ thì cho em Mikicap xuống nước nè, rồi lại đây ăn kẹo em ơi. Mình phải triệu hồi ở dưới nước á, chứ để em thôi triệu hồi trên bờ là em ấy nhảy đành đạch nữa thì không được đâu. Ăn một viên kẹo vô đi. Ui, lên level 21 và em ấy đã tiến hóa luôn. Hứa, đã nha. Ui coi kìa, sự tăng trưởng vượt bậc luôn á. Được đi sự, và bây giờ đã trở thành Gigados. Yay. Vậy là mấy đã tiến hóa rồi các bạn ơi, trở thành Gigados rồi. Và hình như giờ là hệ nước và hệ bay. Wow, được nha. Đây là dạng tiến hóa Mega nè, bắt buộc phải có viên đá Mega mới được các bạn ơi. Có bay được không? Ê ui. Sao mình leo lên em Gigados bị mất máu ta. Triệu hồi trên bờ giờ còn nhảy đành đạch không? Ui, giờ triệu hồi trên bờ hết nhảy đành đạch rồi. Mà có vẻ khá là khó bay các bạn ơi. Ở trong đây để là hệ bay mà sao bay không được hả? Ờ, kệ nha. Thôi kệ đi, giờ tụi mình sẽ vô trong đây để lấy viên đá Mega của em ấy đã. À, đây Gyarados nè. Rồi mình sẽ trang bị vô cho em này luôn. Ngay ô thứ 5 nè. Đó, như vậy thì em ấy đã có thể tiến hóa Mega được rồi đó. Nhưng mà cái này thì chỉ hình như áp dụng trong khi chiến đấu hay sao ấy. Để giờ mình sẽ test thử luôn nha. Xuống đây, ui em này lội dưới nước hơi bị nhanh luôn nha. Wow. Được thì sợ. Và đây mình sẽ thử khiêu chiến với em cá này xem. Triệu hồi Gigados ra một cái nè. Rồi sau đó mình sẽ, đây Mega Evolution. Và sử dụng một kỹ năng nha. Thử sử dụng kỹ năng bóng tối coi. Đó. Em ấy đã trở thành Mega Gigados rồi đó. Ui, nhìn thật bị ngầu luôn. Và tấn công một đòn coi gây được bao nhiêu máu. Ui, tấn công mình không vô đam luôn nè. Thua cấp nhưng mà đánh không có mất quá nhiều máu các bạn ơi. Và khi mình phản đam, mình phản đam cũng không được nhiều máu luôn. Ủa sao kỳ vậy? Vậy thì thử sử dụng kỹ năng Blast này xem. Ui, em này sao đánh đau vậy ta? Ủa sao không có chuyện gì xảy ra luôn hả? Như vậy thì mình thấy chỉ có kỹ năng bóng tối này làm gây đam được thôi các bạn ơi. Hả? Mà cũng không được nhiều đam cho lắm nữa. Thôi tiếp tục vẫn cầm bằng kỹ năng này đi. Nhưng mà nói chung á, viên đá Mega nó hoạt động theo cơ chế đó các bạn ơi. Khi mình chiến đấu thì mình có thể tiến hóa Mega để có thể trở nên mạnh hơn á. Đây tiếp tục là Pie nè. Rồi và mình sẽ nhặt được cái gì đây? Water Gem, Way Incense và một con cá nè. Cái này có dùng được không? Cái này có trang bị vô đây được không? Ui, trang bị vô được luôn. Được nha. Rồi và ngoài ra thì mình còn một em Rock Group nữa cơ. Đừng, không đánh nhau đâu. Không đánh nhau. Mình còn một em Pokemon Rock Group nữa. Là một chú chó cực kỳ đáng yêu luôn á. Để giờ mình sẽ triệu hồi ra cho các bạn xem này. Đây, đây chính là Rock Group của chúng ta. Và khi cho ăn một viên kẹo giống như vậy.
thì em ấy sẽ lên cấp và cộng thêm được một cái kỹ năng mới nữa. Để xem coi, mình sẽ cho kỹ năng raw này vô kỹ năng này đi, thử xem. Ui, tiến hóa luôn hả? Ui, em rút của mình khi ăn một viên kẹo cũng đã tiến hóa luôn rồi các bạn ơi. Ui, được nha. Lycanroc trở thành Lycanroc rồi các bạn ơi. Và có một kỹ năng hệ chiến đấu nữa nè. Được khi sự, được khi sự. Thử xem, thử xem. Ui, hơi bị ngầu luôn á. Và đây chính là Lycanroc dạng Midnight các bạn ơi. Em này có rất là nhiều dạng luôn. Midday nè, hai dạng Midday, rồi hai dạng Midnight, rồi hoàng hôn nữa. Wow, vậy là em này sẽ tiến hóa theo thời gian mà mình cho em ấy lên cấp á. Ui, nhưng mà công nhận dạng Midnight nhìn ngầu thiệt á. Cái cặp mắt màu đỏ luôn kìa, mất đi cái vẻ đến dễ thương rồi. Giờ chuyển sang một em Pokemon cực kỳ cool ngầu rồi. Thôi kệ không sao, càng cool ngầu càng nhìn xịn sò mà. Rồi giờ thì mình sẽ vô trong nhà để bắt đầu cái công việc chế tạo một vài cái máy móc nha. Ở tập trước á thì mình có được một ít cái hóa thạch của Pokemon nè, mình đào dưới biển á, nhưng mà cái này thì chưa được làm sạch. Nên bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu làm sạch cái số hóa thạch này nhá, bằng cách chế tạo một vài cái máy móc á. Và máy móc này thì được làm chủ yếu từ những cái đâu rồi ta? Đây nè, những cái aluminum plate nè. Mình cần phải tạo ra aluminum plate trước cái đã. Công thức của nó hình như là mình sẽ đặt aluminum theo công hình như vậy. Hả? Đúng không? Để xem coi. À không, cho nguyên cái aluminum vô cái máy đập á. Không biết cái này nó có làm ra được không ta. Ui chết rồi. Chết rồi các bạn ơi, giờ mình ngồi mình đập thú công cái số này chắc nha. Gãy tay luôn á. Nhưng mà đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ các bạn ơi. Để mình thử làm một cây hammer bằng kim cương nha. Rồi chịu khó ngồi đập cái số aluminum này play này thôi. Đây một cây hammer bằng kim cương nè. Sau đó thử đập một cái trước nhá. Đây, đập một cái này ra. Ui, tốc độ đập nó cũng không được nhanh cho lắm. Nhưng mà phải định chấp nhận thôi. Và mình coi coi có cái nào mình chế tạo mà không cần cái... À, cái này chế tạo mà chưa cần nè, mình sẽ làm trước nhá. Đầu tiên thì mình sẽ lấy ra một cái khói hắc diệm thạch. Sau đó là bốn cái redstone. Để mình có thể làm ra được một cái... đây, giống như vậy nè. Đó, Fossil Machine Display. À, kế tiếp đến là mình cần phải có thêm một cái Fossil Machine Top nè. Cái này thì cần có 5 cái lận hả? 5 cái thì mình sẽ đập thêm một cái nữa đi. Cho cái aluminum lên đây rồi đập thêm nhá. Không biết có cái máy nào giúp mình có thể đập những cái aluminum này tự động không ta? Để sắp tới mình gán mình làm coi. Chứ ngồi đập đập thủ công gì thì ha, rất là tốn thời gian luôn. Và mình đã có được cái Fossil Machine Display rồi. Kế tiếp đến là một cái Fossil Machine Base hả? Ok, đó bây giờ mình sẽ đập thêm 6 cái nữa rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với công việc chế tạo nhá. Rồi, mình đã có đủ 6 cái aluminum plate rồi. Giờ mình sẽ làm thêm một cái Fossil Machine Base nữa. Và giờ thì chỉ còn thiếu cái Fossil Machine Tăng thôi. Cái này thì khá là dễ rồi, mình cần phải làm thêm một ít cái xô nước trước. Và sắt thì mình còn trong này 3. Ây cha. Đừng nói giờ mình ít sắt nha. Ôi xong rồi. Giờ thì lại hết sắt rồi các bạn ơi. Ok, đó bây giờ mình sẽ kiếm cái hang nào đó mình lủi vô mình đào ít sắt ở đó. Rồi cho mình sẽ trở về và tiếp tục công việc chế tạo nhá. Ồ, ở đây có một ít cái... Cái này là Leafstone Shack hả? Leafstone là cái viên đá này dùng để tiến hóa cho mấy Pokemon hệ lá đúng không? Ui, được nha, được nha. Mình cũng có một vài Pokemon hệ lá mà cũng chưa được tiến hóa nữa. Thì sắp tới mình sẽ sử dụng nó và bị tiến hóa mấy Pokemon hệ lá luôn. Ở đây cam Darling nè, mà thôi đi, mình chỉ muốn đi tìm cái hang và đào sắt thôi, chứ chưa muốn chiến đấu với mấy Pokemon khác đâu. Ui, đây có em Timber nè, mình đã bắt em Pokemon đó rồi. Ở đây không có hang thì hả ta? đây, gọi, có cái hang nhỏ nè. Ở đây tiếp tục là... Lipton Shack. Không có sắt hả? Cái này có crystal nữa nè. Có hai cái luôn. Được. Ui, đây rồi. Sắt đây mà được bao nhiêu đây? Mình cần hình như là bao nhiêu ta? 3 cái xô nước là 9 cục sắt các bạn ơi. 9 cục hả? Và trong đây có được bao nhiêu? 7 cục, còn thiếu hai thôi.
Cố lên, mong rằng cái hang này sẽ đủ cho mình chính cái cục sắt mang về luôn nha. Chứ giờ đi tìm một cái hang khác tìm sắt nữa thì hơi bị mệt luôn á. Có sắt không? À kìa, thấy rồi. Sắt đây rồi. Và vừa đủ luôn, còn dư ra cả 3 cục nữa cơ, 4 cục. Được. Rồi và mình sẽ trở về nhà và nấu nó ra nhá. Và cái vò sắt cuối cùng đã có. Giờ tôi sẽ đổi ra 3 cái xô nước liền luôn nhá. Rồi lại cái giếng của làng á, múc thêm ít nước thôi chứ giờ thì chưa có chế tạo được. À, 2 và 3 xô. Ở may quá nước dinh cũ nên không sao. Rồi vô trong và đặt theo công thức của cái post siêu tăng thôi. Đây có post siêu tăng luôn rồi. Vậy là mình đã làm được cho mình một cái post siêu machine. Với cái máy này á, thì mình có thể cho những cái hóa thạch đã được làm sạch vào trong á. Nhưng mà bây giờ mình cần phải có một cái, đó chính là fossil cleaner này. Cái này dùng để làm sạch những cái hóa thạch mà mình mới đào á. Và nó cần có thêm 6 cái aluminum plate nữa. Ok, đó bây giờ mình sẽ trở lại với công việc ngồi đập mấy cái aluminum này nhá. Và cái aluminum plate thứ 6 đã được làm xong. Giờ thì mình sẽ coi coi cái công thức của các cleaner. Cần một cái tấm kính nữa đúng không? Được, mình có tấm kính ở đây. Và chế tạo luôn thôi. Ấn nhanh một phát như vậy cho nó tiện. Rồi. Và đây chính là hai thứ cần thiết cho cái công việc tạo ra những cái em Pokemon từ hóa thạch nè. Và hệ thống máy móc này thì mình sẽ không đặt ở nhà chị y tá đâu. Như vậy thì sẽ rất là chón chỗ nhà chị ấy mà lên cái nhà của mình để đặt thôi. Trong thời gian với hai tập thì mình cũng đã làm thêm một vài cái chi tiết của cái ngôi nhà của mình rồi. Nhưng mà phần máy thì vẫn chưa xong các bạn ơi. Mình thiếu gỗ á, gỗ sồi mình hơi hạn chế một xíu. Ui chết rồi, nhà không có máy cơ vậy, mưa thì ướt như chuột lột luôn á. Ok, đây chỉ có một thời gian các bạn ơi, khi nào mình có được cái phần máy thì mình sẽ có thêm gỗ, mình sẽ ốp luôn phần máy nhá. Giờ thì mình sẽ cho những cái hóa thạch vào bên trong cái cleaner này. Và mình sẽ chọn cái nào ta. Mình sẽ lấy tạm cái cục nổi bật nhất đi. Cái cục này có màu khác biệt nhất nè các bạn ơi. Nó bắt đầu xoay để làm sạch cái phần hóa thạch á. Và giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi thôi. Liệu rằng một cái hóa thạch như vậy sẽ mất bao lâu để cho nó có thể làm sạch nhá. Và như khi làm sạch á thì nó sẽ trở thành những cái giống như vậy nè các bạn. Mình nghĩ là vậy đó. Làm xong rồi nè. Nó gần chạy là làm xong rồi đó, và nó đã trở thành cái cell fossil. Amora có phải là tên của loại Pokemon không? Và mình sẽ thử cho vào trong cái máy này. Nó bắt đầu vận hành rồi đó. 2% rồi. Nó bắt đầu rung lắc rồi. Giờ thì có thêm mấy cái làn khói cam nữa. Ui, tính ra cái tốc độ làm việc của nó cũng không quá chậm các bạn ơi. Ui, được nha. Nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới ngủ một xíu đi các bạn ơi, cho trời sáng á. Chứ trời mưa như vậy thì rất là khó chịu luôn á. Mình không thích mưa trong Minecraft cho lắm nên mình sẽ ngủ cho nó vừa trời sáng và vừa tạnh mưa luôn nhá. Rồi trở lên trên tầng 2 tiếp tục quan sát quá trình hồi sinh lại một Pokemon từ hóa thạch nhá. Đó. Ủa nhưng mà cái này nó đang nhỏ dần đúng không? Đó, hình như cái này nó đang nhỏ dần các bạn ơi. Ủa đúng rồi, nó nhỏ xíu luôn rồi kìa. À mình biết rồi. Cái này mình nghĩ là nó sẽ nhỏ là dần á. Ui chết rồi. Bởi vậy ta nói máy móc đang làm mà đụng vô ha, tầm bậy là nó nó ngừng hoạt động liền. Rồi và bây giờ mình đã đợi cho nó trở lại cái phần trăm lúc nãy rồi á. Và cái phần hóa thạch ở bên trong nó đang nhỏ cực luôn kìa. Ôi, mình nghĩ một lúc sau thì chắc nó mất tiêu luôn á. Và nó sẽ bắt đầu triệu hồi lại cái Pokemon mà mình cần làm ra á. Ui, được nha. Trong lúc chờ đợi này để coi có Pokemon nào gần đây không mình sẽ bắt. Ủa nhưng sao hôm nay có nhiều mấy Pokemon gần cái vườn Taiga này vậy ta. Wow, nhiều thiệt luôn á. Kể cả trên cái khu vườn Apricorn của mình cũng có nữa kìa. Cái này làm được mấy chục phần trăm rồi. Được 35% rồi. Đó, bây giờ các bạn có thấy không, mất tiêu luôn rồi. Quay đi quay lại một xíu cái phần hóa thạch bên trong nó mất tiêu luôn á. Để coi em Pokemon mới sẽ được hình thành giống như thế nào. Giờ mình muốn tận mắt nhìn thấy cái quá trình triệu hồi là một em Pokemon luôn á, nên mình không nỡ đi đâu. Bỏ lỡ cái khoảnh khắc này á thì rất là đáng tiếc luôn á.
và không được đụng vào thêm một lần nữa nhá, để không hồi nó lấy ra thì phí công sức nãy giờ á. Rồi và kìa, đó, ui mình thấy rồi, các bạn có thấy chưa? Ui, trong làn khói cam dày đặc thì một em Pokemon đang lớn dần từ từ. Đó. Ui, có vẻ đây là một em Pokemon có hình dáng rất giống một chú khủng long luôn á. Và đang dần dần lớn kìa các bạn ơi. Không biết đây có phải là Pokemon hình dạng khủng long không ta? Ui, được nha. Và nhìn cũng khá là đẹp nữa. Màu xanh nước biển các bạn ơi. Ui, được. Và cái này, ví dụ nha, nếu mà nó làm xong thì sao ta? Nó sẽ phá vỡ cái này, nó chui ra. Hay là mình phải dùng bóng Pokemon để bắt nó? Ủa, mình cũng chưa biết rõ, nhưng mà hiện tại thì được 70% rồi nè. Cố lên, bạn Pokemon của chúng ta đang ngày càng lớn rồi kìa. Trong lúc này thì mình sẽ ngồi làm thêm một vài cái hóa thạch cho nó làm sạch nữa. Rồi, vô đây cho nó làm sạch mấy cái hóa thạch đi. Ui, không quên là nhìn em Pokemon bên đây nhá. Để lỡ mà xong rồi em ấy chui ra ngoài hay chạy mất tiêu thì phí lắm á. Rồi, và cái này làm sẵn xong chưa? Đứng đây cho nhìn hai bên cho nó dễ. Và cái này hình như mình đoán mất khoảng 1 phút để làm được một cái hóa thạch làm sạch giống như vậy nè các bạn ơi. Cái này là Granidos. Và em Pokemon chúng ta đang được 85% rồi. Tiếp tục làm thêm một cái hóa thạch nữa đi. Ê, rớt rồi. Cho vào đây, cho nó xây tiếp. Và 88%. Hình như mấy cái giai đoạn cuối thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn á. Nãy giờ mình thấy đợi khá là lâu rồi. Nhưng mà không sao, giờ thì làn khói cao á, nó đang dần á, ít dần á. Thì Pokemon của chúng ta sắp xuất hiện rồi. Ui, đáng yêu chưa kìa. Wow, được nha. Và 97. Hết khói cam rồi, 98. 99. Insert Pokemon, chạy đi lấy bóng chứa Pokemon liền. Được nha. Ui. Vậy là giai đoạn cuối mình chỉ cần cho bóng chứa Pokemon vào thôi các bạn ơi. Bóng chứa Pokemon, đây nè. Được, mình sẽ làm thêm một vài cái Ultra Ball nữa đi. Công thức, ê chết, thiếu cái nút. Gấp quá. Nút nè, đế nè và nắp nè. Rồi, có thêm một mớ Ultra Ball rồi. Chạy qua bên kia để cho bóng chứa Pokemon vào luôn. Không biết em đó hệ gì ta. Mình nhìn em đó màu xanh, mình nghĩ em đó hệ nước á, không biết có phải không nữa. Ui, lộn tầng. Trên này mới đúng. Rồi. Cho bóng chứa Pokemon vào. Cho ô này cái. Ui, vậy là sống rồi kìa. Lấy ra được không? Ui, hình như lấy được rồi. Xuống kiểm tra máy tính liền. Đây nè. À, mau ra. Nhưng mà mới level 1 thôi các bạn ơi, mới triệu hồi mà. Ui, được nha. À, mau ra. Giới tính được luôn. Được, giờ khá là may mắn khi gặp mấy em Pokemon đực á và triệu hồi ra một cái. Ôi, dễ thương ghê luôn á. Đã nha, còn lúc lắc cái đầu nữa kìa. Em này coi. Em này hãy băng và hãy đá các bạn ơi, chứ không phải hệ nước. Là mình, màu xanh này là màu xanh của băng chứ không phải màu xanh của nước rồi. Ôi, xịn thiệt á. Và coi bằng kỹ năng của em ấy thì sao, được mấy kỹ năng nào. Em ấy chỉ có 2 skill thôi. Powder Snow với Ground hả? Ui, được á. Để bây giờ mình sẽ thử cho em này chiến đấu thử nhá. Level 1 với level 47. Không biết có đánh làm nữa. Nhưng thôi, mình thấy vậy thì mất cân bằng quá. Đánh với em Pachirisu đi. Em này mình nghĩ em mấy vẫn có thể. Ê, chưa, lộn một cái món rồi. Thử đổi sang em này cái. Rồi. Và coi nào, mình sẽ sử dụng kỹ năng tuyết nãy nha. Đây, tuyết nè. Ủa, sử dụng kỹ năng này không tấn công được hả? À, được kìa. Gây được một ít sát thương rồi các bạn ơi. Cũng khá tốt nha. Rồi, kế đến là kỹ năng Ground này. Thử xem coi có gây được sát thương không. Ground này hình như là gầm thét hả ta? Ui, chết rồi, mình bị phán đam rồi. Nãy giờ đánh Pachirisu mới bị phán đam một hit thôi, gần hẹo rồi. Tại vì em ấy hơi thọt cấp á. Không sao, cố lên. Và chắc bây giờ mình sẽ bắt luôn đi để không thôi em Amara của mình
bị đánh bại nữa, và mình sẽ sử dụng cái Pokemon thường thôi, vì Pachirisu là một Pokemon khá là phổ biến ở cái khu vực mình đang sống mà. Hy vọng là có thể bắt được và chui ra bỏ bóng chú Pokemon chứ. Cũng khá khó tính ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng chinh phục luôn. Ta-da, được rồi. Ui, một phát một lên level 6 luôn kìa. Được nha. Em Amara của mình khi mà tiêu diệt một em Pachirisu á, bắt một em Pachirisu á, đã lên một lần 5 cấp luôn. Từ level 1 lên level 6. Được thiệt sự. Giờ thì mình sẽ thử triệu hồi thêm một vài em Pokemon từ cái Fossil Machine nhá. Đầu tiên thì cho cái hóa thạch ở đường sạch vào bên trong nè. Tiếp tục quá trình rung lắc dữ dội. Và chạy được 2% rồi, cố gắng chờ đợi thêm một xíu thôi. Và trong lúc chờ đợi này á, thì mình sẽ tranh thủ làm sạch thêm hóa thạch nha. Để cái này vừa xong thì mình sẽ cho tiếp hóa thạch vào khác. Và trên tay mình còn có thêm một cái Kabuto. Đây là Pokemon Kabuto luôn nha. Ui, được thì sự. Lấy hết này cái này ra luôn. Ủa, cái này có hai cái lần nè. Ủa, hình như cái này á, mình còn có thể làm một cái để trưng bày những cái hóa thạch Pokemon nữa. Hình như cái Fossil mà chiến tăng này nè, mình có thể cho cái phần hóa thạch vào bên trong để làm cái đồ trang trí á, giống như trong mấy cái viện bảo tàng vậy đó các bạn ơi. Nhưng mà để xíu mình sẽ làm sao đây. Giờ thì mình sẽ nhìn xem cái quá trình chuyển thành Pokemon nhá. Nhưng mà cái này á, để biết được đây là Pokemon thành dạng như thế nào thì mình cần phải đợi cho khoảng 50% trở lên á, thì lúc đó Pokemon mới được hình thành và lớn dần lên các bạn ơi. Giờ thì nó chỉ thu nhỏ cái hóa thạch lại thôi, nên mình sẽ trở lại với công việc làm sạch những cái hóa thạch Pokemon này nhá. Ui, 51% rồi, 51%, 52 thôi. Ui, đây nè 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 nè. Ui, đây chính là Pokemon mình sắp có này các bạn ơi. Lại có màu xanh tiếp. Không lẽ hôm nay tiếp tục lại bắn sao? Ui, và hình dáng lần này thì mới giống khủng long thiệt nè các bạn ơi. Wow, được nha, được nha. Hôm nay mình triệu hồi hai Pokemon để có điểm chung á là có màu xanh ở phía trên luôn á. Nhưng mà em Amara thì nhìn có vẻ dễ thương hơn em này một xíu. Em này nhìn có vẻ hơi ngầu ngầu nè. Một em dễ thương một em ngầu là mình thấy ok rồi. Và cái hóa thạch này cũng làm xong rồi. Và như vậy thì toàn bộ số hóa thạch mà mình đang có cũng đã được làm sạch. Sắp tới mình sẽ cho hết cái số hóa thạch này trở thành Pokemon và mình có thể triệu hồi ra được luôn nhá. 73% rồi kìa. Em này là sống cách đây 100 triệu năm về trước. Đúng là Pokemon hóa thạch các bạn ơi, sống 100 triệu năm về trước á. Và em này đã gần hoàn thành rồi nè. 98, 99 và 100%. Cho bóng chúa Pokemon vào, chuẩn bị lấy ra em. Em này là mình quên mất tiêu tên rồi. Và mở máy tính lên một cái để xem coi em này mang tên gì nhá. Em này là Granidos. Được được được. Thử xem nhá, Granidos xuất hiện đi. Wow, em này to hơn hẳn em Amara các bạn ơi. Và hệ gì? Em này hệ đá à. Ui, được 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 á. Và về phần kỹ năng thì sao? Kỹ năng của em này thì mới chỉ có hai kỹ năng thôi. Như vậy thì ở những cấp độ đầu á, thì sẽ rất ít kỹ năng. Khi nào lên cấp á thì mới học thêm được nhiều kỹ năng khác các bạn ơi. Hai Pokemon này đang nhìn nhau nè. Ơ, cái hình dáng này rất là giống một khủng long luôn á. Ơ, tướng đi cũng giống nó kìa. Ui, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Như vậy thì mình đã triệu hồi được hai Pokemon cổ đại luôn rồi đó các bạn ơi. Giờ thì chắc mình sẽ sắp xếp lại dàn Pokemon đi, rồi sau đó đi đến một nơi mà lúc đầu mình đã vô tình phát hiện nhá. Rồi giờ thì mình sẽ kết hợp nó thêm với một ít cái nút nữa để tạo thành Dust Ball theo công thức giống như vậy. Đó, được 15 trái. Và mình cũng vừa mua thêm một ít cái bóng Pokemon thường và Ray Ball nè, để bắt thêm mấy em Pokemon phổ biến á. Rồi, và cho mấy cái còn thừa vào bên trong đây. Trước khi đi qua cái khu vực mà mình cần đến thì mình sẽ dẫn các bạn lại cái chỗ mà công trình bí ẩn mình gặp được ở tập trước ấy. Đây chính là cái Arc Chalice này. Và theo như lời chỉ dẫn của các bạn thì cái chỗ này á là chỗ để mình có thể kiểu như là tạo ra cái đấng sáng tạo Arceus á. Và mình cần phải thu thập thêm những cái play cơ. Ví dụ nhá, ở nhà mình có tới hai cái My Play lận. Đây mình có ở đây nè, và mình sẽ trở lại cái công trình bí ẩn đó, cho vô trong đây một cái thì nó sẽ
Ồ, phát ra một cái làn khói các bạn ơi. Và tổng cộng hình như trong đây có rất là nhiều cái play luôn. Đây nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 và 17 cái play á. Và khi đủ 17 cái play như vậy thì nó sẽ gộp lại thành một và cho mình một cái món đồ. Chỉ cần qua cái công trình Space Time á. Đâu rồi, chết rồi, mình không có lưu chỗ Space Time rồi. Mà không sao, cái chỗ Space Time nó cũng gần nhà mình thôi. Để tới mình sẽ trở lại cái chỗ Space Time và đánh dấu điểm nó sau nhá. Nhưng mà nói chung thì chỗ này rất là cần thiết luôn á. Để sắp tới mình sẽ tìm thêm những cái play rồi chúng ta cùng nhau tạo ra đấng sáng tạo nhá. Bây giờ thì mình sẽ trở lại cái nhà thi đấu đầu tiên mà mình gặp nhá. Đây, nó ở ngay một cái vùng đồng bằng nè. Uầy, cực kỳ to luôn nha. Và liệu rằng ngày hôm nay mình có thể giành được một cái huy hiệu mới không? Thì chúng ta cùng nhau vào bên trong để tìm kết quả nha. Và phía trên cái chỗ này có một em Pokemon mà lúc đầu mình gặp mình ha, rất là thích luôn á. Hình dáng cực kỳ đẹp luôn. Đây 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 nè. Mình không xem được thông tin các bạn ơi. Và có vẻ đây là một cái pho tượng thôi. Giống như những cái hội quán trước á. Nó chỉ là một pho tượng nhưng mà cái hình dạng nó rất là giống thật luôn. Mình cứ tưởng Pokemon thiệt không á. Rồi giờ thì bay xuống dưới đây một cái. Vô trong và chào hỏi tí nào. Đây chính là Stream Plaza. Đây chính là hội quán Stream Plaza các bạn ơi. Vô trong đây. Vô được chưa? À giờ thì vô được rồi nè. Và có vẻ đây chính là cái chủ của hội quán này sao ấy. Thử nha, hội quán này toàn là Pokemon thể nước thôi. Giờ mình mới để ý luôn á. Nhưng mà mình hết dùng Tiki Z được rồi, vậy thôi cho em nào ra chặn giờ ta. Cho Bao Phalan đi, Bao Phalan chưa ra chặn lần nào nè. Rồi đầu tiên đó chính là sử dụng kỹ năng hút đầu trước nhá. Headshot, hút đầu một phát nè. Knock out Pokemon bên kia luôn. Giờ tới Brock Aki. Hình như là Pokemon thành con ếch á các bạn ơi. Con ếch hả? Ếch mà dám chống với bò. Trâu chứ, Pokemon trâu nè. Đó, hút đầu vẫn có thể knock out được. Tiếp tục là một em Shell nữa. Wooper hả? Wooper. Tiếp tục hút đầu. Giờ thì tới em Golden. Em Bofala mình cũng xúc ghê luôn. Cứ gặp em Pokemon nào á, hút đầu một phát hay là vô trong bóng chứa Pokemon ở luôn à. Vậy là mình đã chiến thắng chưa? Mình chiến thắng Battle rồi. Mình đã có thêm một cái huy hiệu mới rồi các bạn ơi. Quay, huy hiệu quay á. Dao động hả ta? Được kỳ sử nha. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một cái huy hiệu mới. Và mình sẽ trở ra ngoài thôi các bạn ơi. Trèo đường này ra cho nó tiện nhá. Mang về một cái huy hiệu mới có thể sưu tập rồi. Và phía xa xa có một em Abra đúng không ta? Hình như em này là Abra thì phải. Nếu mình nhớ không lầm. Phải chi cái em Pokemon phía trên đó mình có thể bắt được ha. Nhưng mà rất tiếc đó chỉ là một cái pho tượng thôi. Buồn ghê luôn. Nhưng mà có huy hiệu mới là rất là vui rồi á. Rồi và giờ thì mình sẽ đi xung quanh đây để tìm thêm Pokemon. Và chúng ta sẽ thu phục nhá. Ui 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 ui. Wow, một Pokemon ngựa nè. Mút đeo. Em này hệ gì, hệ lửa hả? Không, em này hệ đất. Ui nhìn đã vậy. Được nha, mình sẽ thử thuần phục em này coi. Đầu tiên mình sẽ cho em Pokemon nào yếu yếu ra chặn nè. Pokemon mà mạnh quá thì mình sợ đánh gục luôn á, không có bắt được. Mình sẽ sử dụng em nào yếu yếu vậy ta. Em rồng thử xem. Mình sẽ test sức mạnh của em rồng nhá. Em Deino. Đây, Enino nè. Chiến đấu thôi. Level 50. Ê, cấp độ xem xeo nhau nha, không sợ đâu. Sử dụng kỹ năng đầu xem. Nó kéo được một ít máu rồi. Và giờ trời cũng là ban đêm ấy. Nên mình sẽ dùng luôn cái Dustball các bạn ơi. Phản đam cực kỳ mạnh. Eo ôi, phán đam coi kìa. Được nha, được nha. Dustball, liệu rằng Dustball có thể bắt được em này. Mong rằng là được, mong rằng là được. Và cùng nhau chờ đợi, cùng nhau. Úi trời, chạy ra ngoài rồi. Ôi, em này tấn công cực kỳ đau luôn nha các bạn. Nãy giờ mình thấy á, phán đam phát nào là chất lượng phát đó luôn. Phải gắng bắt được em này thôi. Em này chắc là một dạng tiến hóa rồi đó. Cũng em Pokemon nào đấy á. Mình nghĩ là vậy, không biết có phải không. Ui coi kìa, không bắt được một con phán đam, đánh bại luôn em Tyranitar của mình rồi. Căng kèo nha. Mình phải cho em Bofalan ra làm tăng cơ để mình bắt được em này mới được. Không thể nào mà hết đánh bại hai Pokemon mà mình không bắt được.
Cố lên, cố lên. Dustborn ơi, phát huy sức mạnh. Em này lì thiệt luôn á. Lì thiệt sự. Này thì lì nè, quýnh một cái dằn mặt nha. Rồi, thử xem coi. Úi trời, kìa có kìa. Em Bopolan thuộc dàn phòng thủ cũng khá tốt á, nhưng mà vẫn bị mất rất là nhiều máu. Và đây là quả Deathspawn thứ tư rồi. Liệu rằng Deathspawn thứ tư có thể bắt được em ấy? Bốn trái rồi đấy nha. Mết đeo, bốn trái rồi đấy. Nhịn hơi bao nhiêu rồi đấy. Trái cuối cùng nè, trái thứ nào mà không được á, mình sẽ đánh bại mấy luôn. Giỏi rồi. Gì đâu mà lì thiệt sự luôn á. Ui nhưng mà không chịu thiệt hả. Mất tới 6 trái mới bắt được em ấy các bạn ơi. Ui đây một cái Pokemon gì nè. Manectric. Ui một Pokemon nhìn ngầu cực kỳ luôn. Mà mình cần phải hồi máu cho mấy Pokemon hiện tại của mình cái đã. Tại vì sau khi thuần phục em mất đeo á, mình đã mất rất là nhiều máu luôn. Rồi mình sẽ thử khiêu chiến với em boss này nha. Cho những Pokemon tốt nhất của mình ra. Rồi đầu tiên là Pokemon Stakata đi. Stakataka. Cấp 83 luôn nha. Wow, một con boss có thể nói là còn chàng khủng đấy. Không đồ đâu. Em này mình quên coi hệ mất tiêu rồi. Mà thử dùng kỹ năng hệ thép thử nha. Thử coi coi có gây được sát thương không. Ui may mà em Takataka của mình có sức phòng thủ tốt á. Không thôi chắc bị one shot rồi. Và sử dụng kỹ năng Rock Blast nè. Liệu rằng có thể phản đám. Ui chắc em này hệ điện rồi. Em này chắc là dạng tiến hóa của Sky Trick á các bạn ơi. Wow. Tiếp tục là kỹ năng này đi, thì mình thấy chỉ có mỗi kỹ năng này là ảnh hưởng được em Manectric này thôi. Căng rồi, căng rồi. Pokemon có sức phòng thủ tốt nhất của mình là Stakataka nhưng mà cũng không chịu nổi những đòn tấn công của em này. Căng đây, căng đây. Rồi bị tấn công luôn. Bị đánh bại luôn rồi. Liệu rằng Tyranitar có thể chiến đấu được chung với em này không? Thử nha, thử nha. Đầu tiên là điện với điện, thử xem. Ui ui ui, điện với điện. Và ôi chết rồi, mình phản đam không nổi luôn ấy. Em này hơi bị khỏe luôn, cấp 83 mà. Wow, khó khăn rồi. Sức tấn công và phòng thủ của mình chưa có thể sánh bằng Manectric này. Nhưng mà cứ cố gắng hết sức thôi các bạn ơi, cho mấy em Pokemon của mình liên tục sử dụng những kỹ năng ha, mạnh nhất là được chứ gì. Rồi và giờ thì tới Raichu đi, tiếp tục là một Pokemon hệ điện khác nữa. Và mình chưa có kỹ năng sử dụng được Set Power á, tiếc ghê á. Vậy thì sử dụng Thunderbolt. Và đó, lần này thì Raichu của mình ha, có tốc độ nhanh hơn các bạn ơi, ra đoạn trước em này luôn nè. Được được, tiếp tục là Thunderbolt. Eo eo eo. Bị bán đam cực gắt luôn á. Bạc gần được rồi, gần được rồi. Cố lên, mình còn tới 3 em Pokemon còn lại mà. Không sợ đâu, không sợ đâu. Vẫn còn cơ hội thắng các bạn ơi. Giờ tới Bulbasaur nè. Thử xem một cú hút đầu của Bulbasaur liệu gây được bao nhiêu sát thương. Hút đầu. Yes. Tiếp tục đánh bại một con boss cấp cao rồi các bạn ơi. Được 1000 mấy điểm kinh nghiệm luôn. Và một cái Manectai. Wow, kẹo nè. Được, được, được nha. Để mình đi xung quanh đây coi có gặp em Electric không nhá. Rồi mình sẽ thử bắt về luôn. Tại vì đó là một viên đá tiến hóa của em ấy á. Ui, ở đây có em ngựa lửa nè. Hơi bị đẹp luôn á. Được thiệt sự, được thiệt sự. Để mình coi coi Pokemon nào yếu, mình sẽ cho ra chặn trước nè. Mình sẽ thử sử dụng kỹ năng Slash này xem. Đó, được, 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 kỹ năng này gây không nhiều sát thương cho lắm các bạn ơi. Giờ còn ban đêm không? Ủa giờ thì đang gần bình minh rồi. Hy vọng là vẫn có thể sử dụng được cái Dustborn nhá. Thử xem đi, liệu bình minh. Cái này gần sáng thôi, trời chưa sáng hẳn đâu. Cần trời còn tới ui à. Và bắt được không, bắt được không? Bắt được luôn. Được nha, được nha. Một em Pokemon có thể nói rất là đẹp.
mình sẽ cho thay thế cái Stakataka đi. Thử triệu hồi ra luôn nè. Không biết có cưỡi được không ta? Cưỡi được. Wow, một Pokemon ngựa lửa nhìn rất là đẹp luôn. Nè bạn, Bonita, hình như đây là dạng tiến hóa của Bonita hả các bạn? Chắc vậy rồi, chắc vậy rồi. Thử nha, thử farm thêm em này coi em này sẽ rơi ra cái gì sau khi mình đánh bại. Ui, tấn công mình luôn kìa. Thôi 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 thôi, vậy thôi đi, không đánh nữa. Định đánh mà đánh mình chứ rồi giận đi luôn. Và đằng này có ai đấy? Hình như một nhà huấn luyện Pokemon mới. Cái con Rattata này, đừng. Ta lại đây cái đã. Ui, để mình lót chân lại cái, hình như nó đang bị lỡ chân các bạn ơi. Rồi và cấp 71 hả? Thử luôn, thử luôn. Mình sẽ cho em này chiến đấu nha. Ekan, gắn Ekan cấp 71 kìa. Ủa sao Ekan cấp cao vậy mà chưa tiến hóa hả? Em này mình sẽ sử dụng kỹ năng phun lửa đi. Fire Blast nè. Đó, phun lửa hơi bị thốm luôn. Ui trời, Ekan tấn công cũng đau đó. À, Fire Blast thêm một lần nữa. Đỉnh bại nè. Rồi cái đến là Rattata cấp 72. Nhà huấn luyện Pokemon này toàn Pokemon cấp cao thôi nhưng mà chưa tiến hóa các bạn ơi, nên mình vẫn có cơ hội để đánh bại đó. Ôi chết rồi, Rattata đánh bại em ngựa lửa của mình rồi. Nhưng mà không sao, để chiến đấu hết sức và mình sẽ cho em Charizard ra trận nè. Và đánh bại nhà huấn luyện Pokemon này nhanh thôi. Nó dùng tiki set đánh bại được luôn. Giờ thì tới Trap Spin rồi. À được nha, tiếp tục là phun lửa thì sao? Đó, phun lửa mà còn bị cháy luôn kìa. Và thật lửa của Chaira rất là xịn nhá. Và đánh bại nè, Inferno. Liệu có đánh bại? Ui ui. Wow, còn phản đam là mình á, dùng kỹ năng của hệ đồng nè. Đánh bại luôn và tiếp tục là Ekan. Wow, nhà huấn luyện Pokemon này nuôi gắn à. Dân chơi gắn gặp dân chơi gắn rồi các bạn ơi. Quá chơi gắn Ekan luôn. Ui, phản đam mình kìa. Được đó, được đó. Vậy thì sử dụng kỹ năng Solar Beam nè. Kỹ năng hơi ngược ngược của em Charizard. Vì hệ lửa mà dùng kỹ năng của hệ lá nó hơi kỳ kỳ á các bạn ơi. Nhưng mà vẫn có thể gây được đam này chứ bộ. Ua, cũng tốt lắm á. Rồi, và giờ thì mình sẽ thử đổi sang một Pokemon khác coi. Mình sẽ đổi sang... Ui, không cho đổi Pokemon à. Không cho thì dùng kỹ năng này nè. Nó kỹ năng ngày thường cũng rất là tốt khi mà chiến đấu với Ekan đó. Và mình sẽ thử dùng một cái Inferno xem một lần nữa nè. Nó chết thôi, hết BB rồi. Mình dùng khá là nhiều kỹ năng phun lửa nên cạn kiệt cái số BB rồi. Và số BB thấp á thì nó thì kỹ năng đó thường thường sẽ rất là mạnh đó các bạn ơi. Và liệu có thắng chưa? Ui, giờ thì tới gheo đuốt rồi. Ôi, em Charizard mình bị đánh bại rồi. Nhưng mà không sao, Tyranita sẽ thay thế Charizard và đánh bại em này bằng cách sử dụng kỹ năng hệ đất nè. Đó. Ui. Giảm xuống cực mạnh luôn á. Đúng là Tyranita của mình hơi bị xịn. Và đánh bại luôn. Yay. Ui, sao nhà huấn luyện Pokemon này nhiều Pokemon vậy? Nhưng mà không sao, mình nghĩ em này chẳng có thể đánh bại được bằng kỹ năng hệ đất nè. Được không? Hệ đất có vẻ không gây được nhiều sát thương cho lắm. Vậy thì thử sử dụng kỹ năng hệ khác coi. Chẳng hạn như là hệ điện. Bít gây. Em bít gây là một chú chim á. Hệ điện cũng không xi nhê luôn. Vậy thì phun lửa. Liệu rằng kỹ năng hệ lửa có gây được sát thương? Kỹ năng hệ lửa là kỹ năng gây được nhiều sát thương nhất nè. Vậy thì tiếp tục dùng thôi. Ngại gì mà không dùng. Và đánh bại luôn. Như vậy thì chúng ta đã chiến thắng. Và ôi, vừa chiến thắng xong có em Rattata trong chiến mình hả? Em đuổi với anh hả? Em đuổi với anh nè. Rồi và không biết có cho mình thêm tiền không ta? Hình như chiến thắng cái nhà huấn luyện Pokemon đó mình sẽ chỉ được thêm kinh nghiệm hay sao các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa nha. Coi coi. Nè nè nè. Em Electrai nè các bạn. Mình nghĩ em Electrai là dạng tiến hóa của em Pokemon Boss hồi nãy mà mình vừa đánh bại á. Hay là bây giờ mình sẽ bắt em này về. Mình sẽ sử dụng cái bóng chứa Pokemon nào ta? Rayburn nè. Deep Ball mới đúng. Tại vì đang ở dưới nước, dùng Deep Ball thì sẽ dễ bắt hơn. Rồi, chờ đợi. Đó. Được luôn. Mình đã bắt được em Electrai rồi các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ thử luyện level cho em ấy lên cấp cao á. Và sử dụng cái viên đá Mega luôn nha. Hơi bị tốt luôn á. Phía xa xa còn có một cái Master Chest kìa. Để mình thể thử qua đó và mở xem coi cái Master Chest sẽ rơi ra cái gì. Đáp xuống một cái. Đường vào ở đâu ta?
Như đường vào ở phía bên đây thì phải nè. Ừ đúng rồi, đường vào phía bên đây. Hy vọng là một cái Master Ball. Dynamic Punch. Wow, một kỹ năng 100 sát thương. Cũng được quá chứ. Wow, được được nha. Ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá thêm một đoạn nữa. Để xem coi có gặp thứ gì đặc biệt khác không nha các bạn. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã chế tạo được một cái cổ máy có thể triệu hồi được những Pokemon từ những mẫu hóa thạch được làm sạch rồi nè. Trong này còn tới 4 loại hóa thạch lận á, sắp tới thì mình sẽ triệu hồi ra hết luôn nhá. Bên cạnh đó thì mình cũng có thêm một cái huy hiệu mới rồi, và tăng cái số hiệu mình đang có lên là 2, và thêm một viên đá Mega cho một em Pokemon hệ điện khác nữa. Rất là may mắn luôn á. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng luyện thêm level cho hai em Pokemon mà mình vừa triệu hồi từ trong hóa thạch ra á, đó chính là em Amora nè, cũng như là em Granidos. Đây là hai Pokemon vừa dễ thương và một em vừa ha, cool ngầu nữa. đây chính là hai Pokemon mà mình vừa triệu hồi nè. Hy vọng là em ấy sẽ có thể giúp ích tốt cho mình trong thời gian sắp tới nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.